Thưa toàn thể các đồng chí, ngày 11 tháng 9, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư tới cán bộ chiến sĩ Quân đội Nhân dân và Dân quân tự vệ thực hiện nhiệm vụ phòng chống khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Sau đây là toàn văn bức thư. Thân ái gửi cán bộ chiến sĩ Quân đội Nhân dân và Dân quân tự vệ thực hiện nhiệm vụ phòng chống khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Các đồng chí thân mến, những ngày qua, cơn bão số 3 được đánh giá là cơn bão có cường độ mạnh nhất trong 30 năm qua, đã để lại hậu quả nặng nề cho các tỉnh, thành phố phía Bắc, đặc biệt là Hải Phòng, Quảng Ninh, Hòa Bình, Bắc Giang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai. Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 3, quán triệt thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và mệnh lệnh người chỉ huy, cán bộ chiến sĩ các đơn vị quân đội và dân quân tự vệ các địa phương phía Bắc đã nhanh chóng triển khai các biện pháp phòng tránh bão trong đơn vị và trên địa bàn đóng quân, kịp thời tuyên truyền vận động hỗ trợ nhân dân di dời, kêu gọi hướng dẫn tàu thuyền người dân về nơi tránh trú bão an toàn. Với tinh thần tính mạng con người là trên hết, trước hết, ở đâu có khó khăn hiểm nguy ở đó có bộ đội và phương châm 4 tại chỗ, các đồng chí vừa là duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, vừa tổ chức lực lượng phương tiện kịp thời có mặt ở những nơi xung yếu, khó khăn, gian khổ, hiểm nguy, xung kích đi đầu trong phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ, giúp nhân dân khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Hành động của các đồng chí đã nêu tấm gương sáng về bản lĩnh, ý chí, lòng dũng cảm vì nhân dân quên mình của Quân đội Nhân dân. Tiêu biểu là Đại úy Nguyễn Đình Khiêm, Đại đội trưởng Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 513 Quân khu 3 đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình, đồng đội, niềm cảm phục trong cán bộ chiến sĩ quân đội và nhân dân. Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tôi biểu dương khen ngợi sự nỗ lực quyết tâm rất cao của các đồng chí trong tham gia phòng chống khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Những ngày tới, diễn biến sau bão còn rất phức tạp, khó lường, tính mạng và tài sản của nhân dân tiếp tục bị đe dọa. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tin tưởng và mong các đồng chí nêu cao hơn nữa bản lĩnh, ý chí quyết tâm, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, truyền thống quyết chiến quyết thắng của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng. Tình dân tộc, nghĩa đồng bào, đoàn kết hiệp đồng, bảo vệ tuyệt đối an toàn tính mạng, tài sản của nhà nước và nhân dân. Tích cực hơn nữa giúp nhân dân các tỉnh phía Bắc kịp thời khắc phục hậu quả sau bão, nhanh chóng ổn định cuộc sống, đồng thời bảo đảm an toàn tuyệt đối trong thực hiện nhiệm vụ. Chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc, an toàn và thắng lợi. Chào thân ái và quyết thắng, Đại tướng Phan Văn Giang.